Này sao là không hiện lên ai đang xem? Bốn ba người đang xem. Bốn cái này hiện bốn người mà chả nghĩ là hiện. Thì có tao cũng là đúng. Một người tao luôn. Không, không hiện lên là ai đang xem. À đây có, mạng chậm lắm. Hello mọi người nha. Ao rồi á? Vậy. Nhưng mà trên này vẫn có mà. Chơi mini game với chị. Yên tâm là tí nữa sẽ có mini game nha em. Cứ từ sẽ có mini game vẫn vào được mà. Hãy chơi mini game đầu tiên nhá. Để em lấy đồ chơi mini game nha. Hello mọi người. Mini game hôm nay nhá, em sẽ để ta cái ví có tờ tiền đấy. Ai đoán trúng số của tờ tiền này thì sẽ được một chiếc quần jogger này nhá. Em có màu đen và màu ghi, mọi người có thể tự chọn được. Hay màu đen và ghi ạ. Ai mà trúng thì có thể chọn màu được nha. Chọn màu, chọn size bất kỳ ạ. Dấu. Có tiền đâu đấy, số đâu đấy. Đây. Em sợ lộ lắm. Giấy tờ không dính dính. Điên là mày cầm bịt hai tờ, hai cái số vào thôi. Mày đúng đầu ngón tay đừng gập. Dùng ngón tay của mày. Thôi. Đây, đây là số seri của tờ tiền nhé, mọi người nhìn rõ không ạ? Ai đoán trúng hai số cuối thì sẽ được nhận một chiếc quần jogger miễn phí. Cùng đón là Tùng mua quần áo cho bạn gái đi kìa. Em bảo chị là chị phải giới thiệu cho Tùng, Tùng đang ế làm gì có người yêu. Mọi người có nhìn rõ tờ tiền này không ạ? Ai đoán trúng hai số cuối sẽ được một chiếc quần jogger. Đây nhá, chiếc quần đi đây ạ. Quần jogger này nha. Có hai màu đen và màu ghi. Người nào trúng thì có thể chọn màu và chọn size tùy mình thích nhá. Đoán đi nào mọi người ơi. Nếu chị đoán trúng thì thích từng nhỉ. Mọi người nhớ share livestream giúp em nhá. Ai trúng chị sẽ tặng lại Tùng cho nó đi tán gái. Được, ok luôn, chơi luôn. Đoán đi nào mọi người ơi. Người trúng quà phải livestream giúp em nhá. Ai kể cả đoán trúng mà không livestream thì sẽ không được nhận được quà đâu ạ. Sẽ livestream. Tập vậy tao nói câu gì ấy? Livestream giúp em nhớ. Mọi người nhớ xem live stream giúp em nhá. Cùng đoán đi nào. Hai số cuối của tờ tiền này. Mọi người nhớ xem nhá, bất chấp thời gian xem live stream cho em ạ. Ai sẽ là người đoán trúng?
Bà Hương lại linh tinh gì đấy? Anh Tùng ơi, muốn có người yêu không? Quan hệ tốt với chị Hương vào, nhiều đàn em á. Hai số cuối của tờ tiền này ạ. Chị ơi, số gì đấy, đoán đi em ơi. Huyền rùa đoán đi em ơi. Mọi người ơi, vào chơi mini game đi nào. Nào mình cùng chơi mini game. Quần jogger sẽ vào tay ai? Trời ơi, Trâm em ơi, em có đoán từ 1 đến 99 thì à, từ 10 đến 99 thì kiểu gì chúng. Không chơi nhá, không chơi như thế nhá. Tiếp theo đi nào, tiếp theo đi nào. Đoán trúng tiền, chúng mình sẽ được một quần jogger đây nha. Chất này là chất lên tăm, vào mùa mặc cực thích luôn ạ. Có hai màu đen và màu ghi nha mọi người. Cùng đoán hai số cuối đi. Hello Giang Trần. Châm em ơi là châm em. Tiếp đi nào. Vẫn chưa ai đoán trúng đâu ạ. Thế thì bạn châm em nhá. Inbox cho chị, lúc nào đi mua hàng sẽ được giảm giá ưu đãi luôn. Quần jogger sẽ về tay ai? Đây nha, em cho lại quần cho mọi người xem nhá. Không có cái móc ở đằng sau treo. Chất len tăm dày dặn, đẹp luôn ạ. Có hai màu đen và màu ghi. Mọi người nhớ chia sẻ live stream cho em nhá. Có chia sẻ nhiều người sao có được cái quần không? Và comment đi, đoán đi. Ta đố mày đoán trúng đấy. Vẫn chưa có ai đoán trúng. Vẫn chưa có ai trúng. Quần jogger hai màu đen và màu ghi đủ size SML cho những chị béo và gầy. Rất thuận đấy. Ai đoán trúng thì đều có thể mặc được. Rất dễ mặc. Mày đoán trúng bao nhiêu mà đoán trúng? Còn lâu ấy nhá. Nhìn thấy không? Điều. Tao có nhìn thấy đâu. Điều. Không. Điều không tin. Điều không tin. Ai đây? Vẫn chưa được. Chị Candy Nguyễn ơi. Cố lên chị ơi. Sắp trúng rồi chị Candy Nguyễn ơi. Chọn ạ. Không nhìn thấy. Tao là không. Mày điều. Hello. Tiếp đi nào. Xin chào bạn Huệ Tít nhá. Mời bạn vào chơi mini game. Giải thưởng sẽ là một cái quần jogger miễn phí với giá 0 đồng. Miễn phí luôn ạ. Có hai màu đen và ghi. Bạn nào trúng sẽ được chọn. Không có gì ăn à? Chẳng có cái gì ăn cả. Tiếp đi nào mọi người ơi. Xin chào chị Zola đi Phương. Vào đoán số đi các chị ơi. Đoán số đi nào. Chưa có ai đoán trúng cả. Mọi người bớt chút thời gian ra xem live stream giúp em nhá. Giải thưởng quần jogger chưa thuộc về tay ai. Tiếp đi
lần trúng rồi, tiếp đi mọi người ơi, cố lên. Em gợi ý cho mọi người nhá. Em chuẩn bị gợi ý cho mọi người này. Xin chào chị Hương Nguyễn ạ. Đây nha, giải thưởng của chúng mình đây ạ. Giang Trần ơi, inbox chị ngay. Có Giang Trần đoán trúng số rồi nha. Đây ạ. Số đít của tờ tiền này là 65 ạ. Giang inbox chị màu với cả size nhá. Sau mai chị ship lên cho. Đây nha, đít tờ tiền là 65 ạ. Đã có một thí sinh đoán đúng. Xin chào Nguyễn Hồng Huế ạ. 65 nha. Giang inbox cho chị nha. Này, cất tiền đi. Con này rắn lận. Tao thề lị. Tao được cái miếng gì đâu. Chị Phương mới cả chị Phương mới cả chị Oanh đoán gần trúng. Xin xịt luôn nhưng mà xịt. Ừ, tặng nha, free nha. Còn nếu như mà không thích tặng thì cứ inbox chị. Chọn màu nha. Giang chọn hộ chị màu với cả chọn size quần nha. Mai chị mang lên cho. Bảo tặng là tặng, không đùa đâu. Xin chào chị Nguyễn Vân, chị Chiến ạ. Đây nha. Chiếc quần này đã về thuộc bạn Giang Trần. Chơi lại đi, chị Yến ở lại một tí nha, một tí đã chơi. Quần này em bán với giá 80k. Có hai màu đen và màu ghi ạ. Đây ạ, quần jogger. Chất len dày dặn nha mọi người nha. Chất len đẹp lắm ạ. Ai lấy quần này thì comment giúp em. Mày ơi, giết ta đi. Ai lấy quần này thì comment giúp em. Quần này vào mùa mặc rất thích luôn ạ. Quần này năm ngoái phải bán tầm 140. Sao tao không biết phải gọi tao vào nữa với. Nhung ơi, quên mất, mạng kém quá, bị ao mấy lần liền ấy. Quần jogger chất len tăm mọi người nhớ. Chất của em dày dặn luôn ạ, form rộng. Nhung ơi, kiếm đồ test hả Nhung? Form rộng ạ. Size của em có S, M, L với 3 màu nha, à 2 màu nha mọi người. Màu đen với màu ghi. Ai lấy thì comment giúp em. Giọng ngọt ngào thế. Chị Yến ơi, em đang khản giọng, mai phải có mấy cốc đinh ti thì mới hết được. 2 màu nha. Màu đen và màu ghi, ai lấy quần này thì comment giúp em ạ. Quần jogger chất đen tăm nha, cực đẹp nha, chất dày dặn luôn ạ. Vào mùa mặc quần này thì thích luôn. Vào mùa các chị không bao giờ mua được cái giá 80.000 đâu ạ. Chất đây nha, chất thích lắm luôn. Ai lấy quần này thì comment giúp em nha. Nha nha nha, cái đéo gì, con linh xiêm, cút để. Đây em bộ lụa em đang mặc với giá 120k. Gặp đây. Bộ lụa em mặc nhá. Bộ lụa 120k, bộ lụa bèo này. Bèo nha mọi người nha. Mang tao một cái màu kia đây. Có nhiều màu lắm ạ. Bộ lụa 120.000, chất lụa này, chất lụa đẹp luôn mọi người nhá. Mọi người mua ở ngoài không bao giờ có giá 120.000 bộ lụa này. Bộ lụa này là bộ lụa bèo ạ. Bèo ấy nha mọi người nha. Có cả ống tay này, ống tay bèo này. Đó, quần cũng bèo nhá. Bộ lụa này 120.000 ạ. 120.000 một bộ lụa này. Cái lụa này chất cực thích luôn. Không phải là cái lụa mà ly lông mà nó cứ sột soạt đâu. Lụa này mặc mềm lắm. Chất lụa này mặc cực thích luôn. Chỉ 120.000 một bộ. Bộ em làm một bộ đỏ nhá. Có màu này nó kiểu hồng nhạt kiểu gần giống màu be ấy. Mặc bộ này cũng rất sang này. Bộ này mày lấy ra 120.000 nhá. Bộ này nó bị lỗi để ra ngoài. 120k nhá. Chị lấy bộ lụa thì comment giúp em màu ạ. Quần đây nha mọi người nhá. Quần đây này. Ống đây nha. Đây là lụa bèo. Chỉ có 120.000 một bộ này thôi ạ. Chất lụa đẹp lắm mọi người nhìn chất nhá. Có màu em đang mặc này.
Màu đỏ. Ai lấy màu gì comment màu cho em nhá. Màu hồng, hồng nhạt. Bộ hồng đậm. Bộ hồng đậm đây nữa này. Hai màu đấy thì chênh nhau một tí thôi. Đấy, để gần màu cho mọi người cùng xem nhá. Hai màu này chỉ chênh nhau một tí thôi ạ. Đây là bộ hồng nhạt này. Hồng này là nó phớt hồng hơn một tí, đậm hơn một tí. Màu đen. Màu đen và màu ghi. Màu ghi đẹp đẹp này. Màu ghi là nó cũng sang. Đó, 3 màu ạ. À, 5 màu ạ. Ai lấy màu nào để comment giúp em nhá. Bộ lụa cùng màu ạ. Có màu đỏ em đang mặc này. Màu đỏ. Màu ghi. Màu đen này cũng đẹp này. Màu đen đây ạ. Màu đen nha. Bộ lụa 120k. Chất lụa này là chất lụa đẹp nha mọi người nhá. Không phải là cái chất ly lông mà nó xô xoạt đâu. Chất này mặc thích lắm ạ. Mềm. Chỉ có 120.000 một bộ thôi ạ. Giá siêu rẻ. Cái chất này ở ngoài thị trường nó phải rơi vào tầm 160-180 hơn lên. Chỉ có 120.000 thôi nha mọi người nhá. Chất đẹp luôn ạ. Màu đen này. Màu đỏ em đang mặc này. Màu đen. Bộ lụa bèo. Quần của màu đen đây nhá. Chất lụa đẹp mọi người nhá. Màu ghi đây ạ. Màu ghi này cũng sang. Quần cũng đẹp. Màu ghi đây nha. Màu ghi. Chất lụa đây nha, em zoom lại gần cho mọi người xem chất lụa của nó nhá. Bèo đây nha. Ai lấy mã bộ này thì comment màu giúp em nhá. Mọi người bớt chút thời gian share dùm em nha. Ai đang xem thì cho em xin một chấm. Chị coi kỹ nha chị. Trâm Anh ơi, hết mini game rồi mà em. Trâm Anh ơi, hết mini game rồi. À, Trâm em. Hết mini game rồi. Gợi ý đi chị. Bạn này chắc vừa lấy bị out ra đúng không? Vừa lại có người trúng mini game rồi. Sorry em nhá. Em cứ vào inbox cho chị ấy. Mua hàng chị sẽ giảm giá cho em. Bộ lụa màu ghi ạ. 120.000 ạ, 120.000 một bộ nha. Màu ghi. Màu be kiểu phớt hồng này, đẹp này. Màu này sang này. Em định mặc bộ này lên nhưng mà line nó hơi tối một tí nên là không mặc được. Màu này đẹp nha. Hãy lấy màu nào để comment giúp em. Hello Nga Đức ạ. Bộ lụa 120k. Sáng mà. Thì hôm nay mình có cả trợ chủ đức lực này. Màu này cũng đẹp này. Ai thích hồng, mặc hồng này xinh này mọi người này. Hello Hà Nguyễn ạ. Bộ lụa 120.000 nhá. Bộ lụa bèo. Ơi đợi chị một tí nhá. Chị dơ màu cho mọi người xem đã. Màu hồng nha. Quần đây nha. Màu ghi. Ai thích bộ bèo này thì comment giúp em nhá. Bộ bèo cộng màu cộng số điện thoại để em qua mẫu nha. Em chuẩn bị qua một mẫu nữa. Đợi em một chút em thay mẫu nha. Cơ đấy Huyền lõn em đú đợn. Đôi khi mình phải đú đợn tí. Tiếp theo em muốn mọi người nha, làm mẫu len này. Len này đẹp á. Len này tay bèo nhá. Chất len cực xịn luôn. Đanh đẹp.
Xin chào mọi người nha. Mày hơi quá luôn. Cái vẻ mặt chân váy là nhìn này bằng bộ như con, như con lông côm ấy. Đây nha mọi người nha. Ở đây là nó có cái gì nhỉ? Lông mượt á, mịn xịn luôn. Len này mọi người với mặc chân váy đều đẹp này. Len này là giá là 140k. Chất len đẹp lắm. 140k nha mọi người. Anh ưng mã len này thì để cho em len lông. Và cái lông ở đây này rất đẹp. Cái này mặc với chân váy xinh. Thôi để thay chân váy lên. Chất dày dặn nha. Khoác len. Áo khoác len 120.000 mọi người ơi. Chất len siêu xịn này. Đẹp luôn. Em bao chất cho mọi người nhá. Nếu như mà về chất mà không ưng thì có thể giả lại em. Em nhận hết. Chất len đi nha. Khoác len này. Ôi nóng đấy. Áo khoác len đây nha. Khoác len này mọi người có thể buông đều được này. Hoặc có thể đóng khóa đều được. Đóng khuy. Có cả màu vàng nữa. Đóng khuy đều xinh. Len này 120.000 ạ. Quá rẻ luôn. Chất đẹp lắm ạ. Chất này co giãn. Mọi người mặc đóng khuy cũng được nhá. Mà mọi người mặc buông cũng được, khoác cũng được. Đấy. Rất dễ mặc luôn ạ. Em có cả màu vàng nữa. Màu vàng đấy nha mọi người nha. Màu vàng này mặc tây này. Chất len đẹp lắm luôn nha. Chất len dày dặn chỉ có 120k. Màu vàng này mặc cực tôn da luôn ạ. Mọi người có thể mặc khoác với váy ấy. Mặc khoác với váy cũng được. Mà mặc với quần nào cũng được. Dễ mặc. Đây nha. Ai chốt mã này thì chốt mã khoác và cái màu giúp em nhá. Em qua một mẫu len nữa này. Len này là len tay Kasumi. Kasumi nha. Con này rất xinh, bạn nào béo cũng được mà mặc gợi cũng được. Gợi cũng mặc được. Thì tao mới thay tao cái áo lỗ ấy. Nhưng mà áo ba lỗ để ở trên nhà rồi. Nên là không ấy được. Ai lấy mã đen này thì comment cho em áo đen nhá. 130k. Ừ đúng rồi đấy. Nhưng mà kệ quần à? Còn phải xỏ vào. Sophie nhưng mà váy dài lắm. Ai lấy áo này thì comment giúp em nhá, áo đen. Lên đây like đi. Xin ngủ chưa? Lên like đánh thức xin dậy à? Tiếp theo là một mã len pha sơ mi nhá. À, em có cái gilet len. Gilet rất đẹp. Để em like gilet len cho mọi người xem. Nó khó ngủ đâu, hôm nay lại thức muộn đấy. Gilet len này là giá 100k. Đây em mặc gilet len cho mọi người xem nha. Gilet len này mọi người có thể mặc cùng với sơ mi cũng được. Mà mặc áo len ở bên trong cũng được.
rất dễ mặc. Đây nha, gilet ạ, gilet 100k, có màu vàng, có màu nâu 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 bò này, màu xanh lá cây và màu trắng. Chị nào lấy gilet thì comment giúp em là mã gilet len kèm màu giúp em nhá. Mọi người ơi, một chút thời gian share bài viết à, share livestream giúp em nhá. Gilet len này ạ, gilet len này dễ mặc lắm nhá. Các chị mặc áo len bên trong cũng được, mà có thể mặc với sơ mi cũng được ấy, rất dễ mặc. Có màu nâu bò này, màu xanh này. Xe được giảm giá không? Lần sau nhá, mày mua tao không bao giờ giảm cho mày nữa. Một khi đã hỏi câu gì nhớ đấy, lần sau đừng có inbox. Len bò này, màu bò, màu trắng và màu xanh. Ai lấy màu nào thì comment giúp em nhá. Gia len kèm màu. Tiếp theo là mã sơ mi quả chám này. Cái này nó chưa thuộc huyết nên là em chả đắm được huy. Cái này sơ mi mình xoắn ống lên cũng được nhá, mà ấy cũng được, dễ đẹp hơn. Còn với chân váy đẹp luôn ạ, chất đen giải dạng thuộc luôn nha mọi người nhá, chất đen xịn luôn này. Mua hen xe rất nhiều nhóm rồi, ok thank you bạn. Đây nha, quả chám này. Ai lấy lên này thì comment giúp em mà lên chám nhá. Pha tay sơ mi ạ. Chất len thì em ba giá với chất len luôn nha mọi người nhá. Ai mà mặc len len không đẹp thì giả lại em luôn ạ. Nha, len này 140k ạ. Chị lấy thì comment giúp em nhá, len 140k. Len này nó có chữ nhá, nó có cái lông lông ở đây này, rất đẹp luôn. Chất này cũng xịn nhá, chất len này cũng đẹp luôn. Và mùa cái len phải rẻ nhất cũng phải tầm 250. Cái len này 140 nhá, chị ở lấy len len này thì comment giúp em. Quần baggy, quần baggy. Quần baggy nha mọi người nha. Quần baggy vải chất tuyết mưa, giá siêu rẻ luôn nha. Mọi lần là em bán cho mọi người là giá 140, nhưng hôm nay 129 chỉ bán 101 thôi. Chất cực đẹp luôn. Đây nha, con len tay bèo này. Chỉ là lấy con len tay bèo thì comment giúp em nhá. Len tay bèo chất len đẹp luôn ạ, chỉ có 140.000 nhá. Cái này mặc với chân váy cũng được, mặc chân váy cũng xinh này. Chân váy được, với quần jean cũng được, rất dễ mặc.
quần baggy. Baggy này mọi người đi làm cũng đi được này. Đi làm cũng mặc được mà đi chơi cũng mặc được. Đi học cũng mặc được, rất dễ mặc giá baggy. Chất tuyên mưa dày dặn nhá. Chỉ có 100 mốt ạ. 110.000 một em baggy này nha mọi người nha. Ai lấy thì comment giúp em quần cộng size giúp em nhá. Em có size S, M, L và XL ạ. Chất tuyết mưa cực đẹp luôn. Đằng sau là cạp chun, quà sườn. Hôm nay em chỉ bán quần này thì giá 110.000 thôi ạ. Ai lấy thì comment giúp em nhá. 110k nha. Hello Ngân Khánh, hello Béo, hello mọi người. À, xem live stream cho em xin một chấm nhá mọi người nhá. Quần baggy ạ. Quần baggy 110k nha mọi người nha. Em có đủ size S, M, L. Ai lấy thì comment cho em. Đêm hôm vẫn cày à? Bây giờ mới có 9:15 thôi, chưa phải là đêm đâu nha. Đợi cho xong rồi. Cái gì mà vội vàng ấy. Thật sự là đóng cửa. Còn lâu ấy, hôm tao 10 giờ mới qua lấy. À, tiếp theo là em like một mấy mẫu chân váy nhá, quần giả váy nhá. Quần giả váy 110k. Nó là chân jean nhá, bên trong nó sẽ có một cái lớp nữa này. Đó. Bên trong nó có một lớp lót quần rồi. Đây là mọi người mặc yên tâm sẽ không bị lộ. Chất phải là chất co giãn nhá. Co giãn luôn. Chân jean size XML ạ. Ba màu chất co giãn. Đẹp luôn, dễ mặc cực kỳ luôn ạ. Nha. Mã này là mã 68. Ai lấy mã này thì comment giúp em 68 cộng màu cộng cộng size cộng số điện thoại giúp em nhá. Mã này là mã 68 ạ. Nó có hai nó có đường khóa ở đây nhá. Cái này có hai màu. Màu đậm và màu nhạt. Đây ạ, màu nhạt đây ạ. Màu nhạt đấy nha. Mã 68 mọi người nhá. Ai lấy mã này thì comment giúp em 68 đậm hoặc 68 nhạt. Rất co giãn, cực thích luôn ạ. Bên trong có một lớp lót nữa. Đó. Màu đậm và màu nhạt. Tiếp theo, mã tiếp theo ạ. Mã này là mã 96, cũng size SML, chất co giãn. Các em mặc rất cá tính nhá. Đẹp luôn, dễ mặc luôn ạ. Chất co giãn này. Mọi người phối đồ cũng dễ, bên trong em có một cái lớp lót này là mọi người mặc yên tâm. Sẽ không bị lộ. Mã này là mã 96. Anh mã này comment giúp em mã 96 cộng màu cộng size giúp em. Chân bút chì màu xanh đậm. Chân bút chì màu xanh đậm chất co giãn, cũng size SML ạ. Mã này là mã 60. Mã này thì comment giúp em 60 nhá. Mặc công sở hay mặc đi chơi, mix với áo phông, áo len đều dễ mặc. Đẹp luôn. Chất co giãn cực thích. Đây nha. Chỉ có 110k. Thế nào lấy comment giúp em. Chân gì? Mã này là mã 60 nhá mọi người nhá. Size SML đủ màu ạ. À đủ size ạ. Chân jean, jean này là jean Gucci nhá, chất co giãn cực đẹp luôn. Tiếp theo nha. Em cho mọi người xem một mẫu chân jean nữa. Nó có hai cái túi đây này. Chỉ có 110.000 thôi nhá. Cực đẹp. Hai cái túi. Đó, dễ mặc luôn. Cái này là em chưa cắt khuyết nên là không lên được giá các chị xem. Nhưng mà trang này cực dễ mặc, mix và len, mix và phông đều ok. Chỉ có 110k, anh ơi mã này comment giúp em mã 24 ạ. Đủ size luôn nhé mọi người nha. Mã 24. Tiếp theo một cái mã này form nhỏ.
form này bé lắm mọi người ạ. Cái form này size S thì chỉ có tầm 40 cân mặc được không? Nên là chị em nào mà ưng mã này thì nhích size lên giúp em nhá. Nhích size lên 1 size giúp em ạ. Mã này là mã 22 ạ. Bên trong cũng lớp lót nhá. Lớp lót đây ạ. Chất co giãn nha mọi người ơi. Cái này là khóa liền từ đây xuống đây luôn. Ai ưng mã này comment giúp em là 22 cộng size giúp em. Quần jean. Cái màu này năm nay đang rất hot này. Size 26. Quần này size 26 nhá. Jean co giãn size 26 ạ. Xin chào bạn Hải Yến nha. Jean co giãn còn một size 26. 110.000. Jean này chất rất đẹp luôn nha. 110k. Size 26. Cái màu này đang rất hot nha mọi người nha. Dễ mặc cực kỳ luôn. Rất tiếc là em mặc không vừa. Em mà mặc vừa thì em cũng tốt. Em đang béo lắm này. Một mã jean tiếp theo. Size này là size 27. Len gấu này. Hơi rách mà cái gấu nó như này mọi người nhá. Còn jean 110k. Chất co giãn đẹp luôn nha. Ai ưng mã này comment giúp em là mã số 13. Mã 13 kèm số điện thoại giúp em nhá. Chất này có giãn mặc thích lắm ạ. 110k thôi. Em đang nói rất bình thường ấy chị Thảo Anh ơi, nhưng mà em đang ho khản giọng nên là em không thể nói được giọng chóe hơn. Đang nói rất bình thường luôn nhưng mà giọng bị khản. Bị khàn. Mã quần này của khách rồi. Kiếm ship. Mã jean dáng ôm mọi người ơi. Cứ nha thấy ghê người. Đồ điên. Để xem bao nhiêu. Mã jean dáng ôm mọi người ơi. Chất co giãn nhá. Cái này là nó vá luôn ấy, không bị hở thịt đâu. Đấy. Cái này mặc không hề bị lộ nhá. Không bị lộ luôn thịt mà rách này là rách vá rồi. Size M là chất co giãn luôn ạ. Cái này em đang còn size số 3, nó tương đương với 27. Tương đương 27 với tương đương size M ấy. Mã này là mã 43. Anh ưng mã này comment giúp em nhá. 43. Một mẫu jean trắng màu nhạt. Becky dáng nha. Màu nhạt. Anh ưng mã này comment giúp em là mã 01. Mã 01 ạ. Kèm size. Cái này em chỉ còn size S, size số 1, size S. Nhưng mà form này là form baggy nhá. Chất co giãn mà cực thích luôn nha. Quần lốp một cái mã này nữa này. Mã quần thêu hoa. Quần thêu hoa dáng baggy em còn size S. Đồng giá 110.000. Dáng suông nha. Thêu hoa này. Hoa này là hoa thêu luôn nhá. Thêu một vải luôn nhá. Không phải là in nhá. 110.000 ạ. Ai lấy thì comment giúp em. Mã này là mã thêu. Em like đến đây thôi. Tự ngắt kết nối luôn. Sao lại được vậy? Hôm nay ai không xem được live stream thì xem lại giúp em nhá. Có gì inbox cho em nhá. Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem.